Chào buổi tối nha cả nhà ơi. Cả nhà ơi, hôm nay làm măng ngâm tương cả nhà. Đây bé đang chẻ măng để ngâm tương này cả nhà ơi. Đó, mời cả nhà xem cho vui nhé cả nhà. Đây măng đây cả nhà. Đây là măng lỗ ô nhé cả nhà. Đó. Bé đang chẻ làm tư thôi cả nhà. Măng lỗ ô ở đây ngâm tương rất là ngon cả nhà, thơm. Măng lỗ ô thì nó thơm, ăn nó giòn. Khi mình ngâm tương ăn nó rất là ngon, nó không có cái vị đắng, vị chát giống như là măng le cả nhà. Đó, chẻ làm tư như thế này thôi. Xong rồi là ngâm với nước tương nhé cả nhà. Còn nguyên liệu ngâm nó như thế nào thì mời cả nhà xem video cho vui nhé cả nhà. Nếu thấy hay thì hãy cho mình cái like, cái bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một lượt đăng ký kênh. Nếu có thể thì chia sẻ cho bạn bè cùng xem với nhé cả nhà. Ừ, cái đấy cắt đôi đi cả. Nó dài quá thì cắt đôi. Măng ngâm tương ở gia đình nhà mình thì hay ăn miết cả nhà. Nói chung trong gia đình ai cũng ghiền cái món này hết. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình quay video. Còn mấy lần trước thì chỉ quay thành phẩm ăn thôi, chưa bao giờ quay quy trình làm nó như nào. Cái này là măng luộc rồi nhé cả nhà. Hôm qua luộc đấy. Chẻ xong rồi để cho nó ráo nước nhé cả nhà. Cho nó ráo nước xong rồi mới đem đi ngâm với nước tương, giấm, đường, tỏi, ớt. Còn liều lượng tí nữa cả nhà xem video nha. Chuẩn bị ngâm măng nhé cả nhà ơi. Đây, nguyên vật liệu tiếp theo đó là tỏi. Tỏi ở đây là mình cắt làm tư nhé cả nhà. Cắt làm tư hay là sắt làm tư gì đấy, tùy theo mọi người và cũng tùy theo khẩu vị. Thích ăn tỏi ít hay là tỏi nhiều nhé cả nhà. Tùy theo khẩu vị với mùi vị của mỗi người. Nhiều khi không ăn được mùi tỏi thì cho ít thôi. Rồi, bên này là ớt. Ớt thì cũng vậy nhé cả nhà. Cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình nha. Rồi, tiếp theo là giấm. Ở đây nó ghi giấm ăn này. Giấm ăn Đại Bình Dương. Có giấm gạo thì tốt nhé cả nhà. Bữa trước mình làm giấm gạo. Nói chung là giấm thì giấm gì cũng được, miễn sao có giấm chua là được. Rồi là ở đây là nước tương nhé cả nhà. Đó. Nước tương hay còn gọi là xì dầu. Nếu như mà xịn sò hơn nữa là mình làm nước tương ngon đấy cả nhà. Nó sẽ rất là ngon hơn. Tại vì nước tương ngon là nó đặc, nó có độ đậm đặc hơn là nước tương thái tử này. Với lại ở siêu thị hay ở đâu gì đấy á, bạn nào mà tìm ra được cái gì nhỉ, giấm gì nhỉ con nhỉ, giấm táo của Hàn ấy thì ngon hơn nữa nhé cả nhà. Ở đây mình chỉ có giấm chua này thôi. Giấm ăn, giấm chua này thôi. Đó, bây giờ nguyên liệu tiếp theo là đường nhé cả nhà. Đây, đường này. Đường này không có đủ đâu, mình đi mua tiếp. Nước mắm gì cũng được, nhưng mà miễn là nước mắm ngon nhé cả nhà ơi. Ở đây mình dùng nước mắm Nam Ngư này. Đó, bây giờ mình sẽ pha nguyên vật liệu nhé cả nhà. Sau đó sẽ đi ngâm măng. Mình pha nước tương là mình sẽ đong bằng cái chén này nha cả nhà ơi. Đó, tỷ lệ thì mời cả nhà xem video nha. Rồi, bây giờ pha đi con.
Liều lượng là 2 chén nước tương, 1 chén nước mắm, 1 chén giấm và 1 chén đường nhé cả nhà. Ở đây thì mình hay cho liều lượng như thế, còn cũng tùy theo khẩu vị của mỗi nhà nữa nhé. Trong cái thời gian mình pha đấy, mình cứ nếm thử xem vừa khẩu vị. Rồi chén thứ hai nước tương này, đến lượt nước mắm này, một chén nước mắm nhé cả nhà. Cho vào một chén giấm, rồi được rồi đó. Rồi một chén đường này nha cả nhà. Rồi khuấy cho tan. Ở nhà mình thì có đồ khuấy đấy, đồ đánh đấy. Đây là mình đang làm ở nhà ông bà nhé cả nhà. Ở nhà mình thì có đồ đánh như thế nó nhanh. Có cái cây để mình đánh nhé cả nhà. Nó nhanh tan. Đây nha cả nhà ơi, đây là nước tương mình pha xong nè. Mình pha với liều lượng là như lúc nãy cả nhà, 2 chén nước tương, 1 chén nước mắm, 1 chén giấm, 1 chén đường. Sau đó mình quấy cho nó tan đường đi cả nhà. Không có cho mì chính hay là ai gì ngon nhé cả nhà ơi. Rồi sau đó mình nếm lại. Mình nếm bằng miệng của mình nhé. Xem thử là nó vừa với khẩu vị của mình hay không ấy cả nhà. Mình có thể thêm đường hoặc thêm nước mắm. Nếu ăn hơi mặn mặn thì thêm nước mắm. Nếu ăn ngọt thì thêm ít đường. Ngon lắm cả nhà ơi. Rất là vừa miệng của mình luôn. Rồi nhà cả nhà ơi, mình xếp măng đó thì mình xếp như thế này thôi. Quên mất kia đem cái bao tay từ nhà mình qua cả nhà ơi. Nhà ông già hết bao tay rồi, không còn bao tay nữa. Thôi bóc bằng tay nhé cả nhà, mong cả nhà thông cảm nha. Rồi mình cho một lớp măng xong rồi mình rải một lớp tỏi lên trên nhé cả nhà. Đó. Được rồi. Sau đó rải một lớp ớt lên trên nữa nhé cả nhà. Cứ thế mình làm thôi. Cho đến khi nó đầy hũ thì thôi. Khi mình xếp măng là mình nhắn cho nó chặt nhé cả nhà. Mình nhắn cho nó chặt măng tứ phía cả nhà. Rồi tiếp tục cho tỏi với ớt. Rồi xếp măng tiếp. Tiếp tục tỏi, ớt. Cho đều vào. Cái đó ăn không mòn quá. Nó ở giữa đó. Rồi chơi này đi. Ớt đáng lẽ là mình phải có ớt khô thì ngon hơn nhé cả nhà.
không phải ngon mà là nó ấy hơn đấy, cái kiểu như mình để được lâu hơn đấy cả nhà. Mà mình không có ớt khô nên là mình dùng ớt tươi. Rồi bây giờ cho nước tương lên, rưới nước tương lên nhé cả nhà. Đó, quy trình của nó là như thế, chủ yếu là cách mình pha thôi cả nhà, cách mình pha nước tương thôi. Đó, mình rưới như thế xong rồi là mình đậy nắp, mình bỏ trong tủ nhé cả nhà. Cái này mình để được 3 tuần 4 tuần luôn nhé cả nhà, cho nó đầy luôn đi. Đầy chưa? Sắp nhiều lộn lại rồi, sắp cứ cho, nếu như mà có cái thảo to thì mình cho ngập măng nhé cả nhà, nhưng mà cái này cái thảo nhỏ quá thì mình cho sắp thôi. Đó, sau đó mình đậy, mình để trong trong tủ lạnh ngăn mát nhé cả nhà ơi. Cái này mình để 1 tháng hoặc 2 tháng ăn vô tư luôn nhé cả nhà. Nếu mà muốn để lâu hơn nữa là mình cho ớt khô. Đó, rồi đậy nắp đi. Đây vừa đến cái thẩu thứ hai nhé cả nhà ơi. Đó. Được rồi, đầy quá rồi. Khi mình xếp măng ấy cả nhà ơi là mình xếp theo lớp nhá. Ví dụ như là lớp đầu thì mình cho nó ngang như thế này nè. Xong rồi là lớp tiếp theo là mình cho nó dọc như thế này nè. Nó sẽ măng nó sẽ xếp chặt hơn và nó sẽ không có bị trống cái diện tích xung quanh này nè cả nhà. Khi mình nhắn á măng nó rất là đẹp luôn. Đó. Rồi cho lên đi. Hôm nay mình làm 3 thẩu nha, làm cho đứa em nó đem về quê vợ nó nữa. Rưới nước tương lên. Gia đình nhà mình ai cũng khoái ăn cái món này cả nhà. Đang tính làm để ăn Tết mà phải mua cái hũ to. Mới để được nhiều. Đó, mình cứ rưới như thế. Đêm nay mình ngâm như thế này là trưa mai là ăn được luôn nhé cả nhà ơi. Có nghĩa là mình ăn dần luôn. Nếu như mà mình thích ăn là ăn dần luôn. Còn mà mình muốn để dành thì là mình mới để trong tủ lâu thôi nhé cả nhà. Cứ nó ngấm gia vị là ăn được luôn. Rồi. Con trống này mẹ. Kệ nó. Cái hũ thứ hai. Đây cả nhà ơi, măng ngâm tương đã hoàn thành 4 hũ nhé cả nhà. Đó. 4 hũ luôn. Còn quy trình làm thì giống như mình quay chi tiết ban đầu nhé cả nhà. Đó. Cái này là mình sẽ bỏ ở trong tủ lạnh và ăn dần nhé cả nhà ơi. Một hũ thì ngày mai đứa em nó sẽ mang về nhà vợ. Còn 3 hũ để lại ăn. Video của mình chắc xin tạm dừng tại đây nhé cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, an lành, hạnh phúc và ngủ ngon nhé cả nhà ơi. Giờ là bé xếp măng vào trong tủ. Xin kết thúc tại đây nhé cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà video sau nhé.